Xin chào các bạn, trên kênh Phước Hòa Trần của mình. Hôm nay mình đi qua cái cánh đồng này. Ngày nay khu vực miền Trung ở Quảng Ngãi mình trời mưa từ ngày hôm kia, hôm qua đến nay nha các bạn. Đó, mình quay cái cảnh này, cái đồng ruộng bên cạnh cái đường của mình, nhìn thấy cái bầu trời nó đen kịt như thế này. Đó, nhưng mà để khi đi qua đây dừng lại, mình lấy cái hình ảnh này. Một cái cây thuốc nó rất là quý cho nên mình muốn chia sẻ đến mọi người. Mặc dù trời rất là mưa nha các bạn. Đó, các bạn nhìn xem, đây là cây mía giò nha các bạn. Một cây thuốc dân gian cực kỳ quý hiếm mà nó hay mọc ở những cái vùng ẩm thấp. Các bạn nhìn thấy phía dưới chân này là nước này. Những cây mía giò cực kỳ xanh tốt nha các bạn. Đó, mình sẽ tìm ở trong đây có một cái hoa để các bạn nhận biết nó. Đây, phía trong đây nó có một cái hoa đỏ rất là đẹp. Các bạn thấy chưa? Cây này thì có một số anh em, bạn bè, bà con chúng ta đem từ ngoài tự nhiên về trồng để mà làm cảnh nha các bạn. Một cái hoa nó rất là đỏ như thế này. Đó, cái thân nó là những cái thân, có những cái thân thì nó tím tím như thế này. Còn những cái thân cái màu này nó cũng cùng là một loại thôi các bạn. Đó, mà cái độ cao của nó là nó khoảng từ dưới cái chân đất trên này lên này khoảng... như mấy cái cây này nó hơn 1 mét nha mọi người. Nó cực kỳ là xanh tốt và rất là đẹp luôn. Giờ này nó mưa quá cho nên là mình sẽ lấy một vài cái thân của nó nha các bạn. Đó, về nhà mình sẽ trình bày cái bị thuốc các bạn xem nha. Mình đã đem một số cây thuốc để về nhà nha các bạn. Rồi nó quá mưa gió cho nên mình không thể mô tả nó ở ngoài ngay cái vị trí mà nó non mặt ngoài đồng đó. Lúc nãy mình nói cái tên nó là cây mía giò nha mọi người. Thì nó còn có cái tên khác là cây đọt đáng nè, rồi cắt lồi nè, tẩu chó nè, đọt hoàng nè, cây củ chóc nè. Nói chung là nó có rất là nhiều cái tên như thế. Nhưng mà theo mình nó là ở cái miền quê mình thì người ta vẫn gọi nó một cái tên là cây mía giò thôi nha các bạn. Đó, khả dĩ là mình phải chia sẻ cho được cái này lý do thì cách đây một vài năm đó, mình có biết một cái ông anh đó bị bệnh gan rất là nặng nha các bạn. Mình không tiện nêu tên nhưng mà mình biết là anh bị gan rất là nặng. Sau một thời gian khá dài thì gặp lại đó, mình có dịp trò chuyện với anh, mình nói là hỏi thăm anh là anh đã dùng thuốc như thế nào, có cách gì mà hôm nay thấy anh da dẻ hồng hào trở lại mà anh đã khỏe rồi đó. Thì anh nói là cái cơ duyên là anh gặp một cái người rất là giỏi về thuốc, đã chỉ cho anh sử dụng cái cây mía giò này nha các bạn. Mà anh kiên trì anh thực hiện 3 đến 5 tháng trời. Đó, thì anh thấy là bệnh cứ thuyên giảm dần, giảm từ từ nha các bạn. Bệnh gan rất là nặng, ảnh gần như bị sơ gan rất là nặng nha các bạn. Nhưng mà sau đến 3 đến 5 tháng á thì ảnh mất bệnh gần như 80%. Và cho đến hôm nay khi gặp lại thì gần như ảnh khỏe hoàn toàn nha các bạn. Nhưng mà ảnh vẫn lai rai sử dụng cái cây thuốc này đó để mà điều trị nha các bạn. Nó cực kỳ là hay. Còn cái sử dụng nó đó thì cái thân non nó như thế này nè. Các bạn thấy chưa, cái lá của nó nè, toàn bộ cái thân của cây mía giò này là kể cả rễ này, thân lá và cành non đều dùng để làm thuốc nha các bạn. Đó, thậm chí là những cái búp non, cái này, cái búp này nó đã già rồi các bạn. Cái búp non á, còn có thể là làm thức ăn được à. Rồi cái khi mà chúng ta thu hái để làm thuốc á thì nó rất đơn giản là quanh năm ở tại thời điểm nào các bạn cần đều có thể là thu hái nó được. Đó, rồi cái cách mà sử dụng là tươi cũng được mà khô cũng được nha các bạn. Nhưng mà đa số khi chúng ta gặp những cái vùng như lúc nãy mình quay các bạn xem á, mà nó nhiều như thế là các bạn thu hái về là chúng ta cắt thành từng đoạn ngắn giống như các loại thuốc khác thôi. Đó, rửa sạch sẽ rồi chúng ta cắt nó, rồi đem phơi khô nha các bạn. Đó, phơi cho thật khô rồi chúng ta bảo quản nó dùng dần. Trong quá trình sử dụng khi mà lát nữa mình sẽ nói một số cái bài chúng ta áp dụng, nhưng mà nó cũng giống như một cây thuốc khác á, là chúng ta cũng điều sao cho nó vàng thơm đi.
Đó, một là các bạn phơi khô, rồi sau này khi chúng ta dùng để mà uống á, là chúng ta sao thơm. Còn không là các bạn phơi khô xong là chúng ta đi sao vàng thơm, rồi đem bảo quản đấy nha các bạn. Thì để trong quá trình này là chúng ta có ở trong nhà để mà dùng dần. Về cái tính vị đó, mình xem trong rất nhiều cái tài liệu nha các bạn. Nói về cái thân cây bí giò này thì nó có tính mát nè, vị hơi cay, nó hơi đắng nha các bạn, vị cay nè, hơi đắng nè, nó có độc nhẹ, có tác dụng là thanh nhiệt giải độc nè, tiêu thủng nè, lợi tiểu nè, kháng viêm, nó rất là hay nha các bạn. Cái bài thuốc thứ nhất mình nói chậm chậm các bạn nghe được trong quá trình các bạn áp dụng nha. Bài thuốc đầu tiên đó mà cũng rất là hay đó là nó trị viêm thận cấp và phù nề cơ thể nha các bạn. Đó tức là nhiều bạn viêm thận bị thận á, là dẫn đến cơ thể nó phù nề đó. Thì các bạn có thể dùng cây mía giò này để trị bệnh bằng cách đó là chúng ta sử dụng 15 gram thân rồi rễ đã phơi khô nha các bạn. Đó, còn nếu như các bạn nấu tươi á, thì chúng ta lấy khoảng 30 gram. Cách làm là chúng ta đem cái nguyên liệu để chuẩn bị đó là đi rửa sạch sẽ rồi cho vào ấm sát với 1 lít nước nha các bạn. Chờ cho nó sôi đó, sôi lên rồi thì chúng ta và cho nó cạn bớt á, là chúng ta chát ra để dùng uống ở trong ngày. Và các bạn nên áp dụng uống nó hàng ngày. Tức là cái cách uống này thì đơn giản, chúng ta có thể uống như chè trà hàng ngày thôi các bạn. Ngày có thể uống 3 lần, 5 lần. Đó, các bạn chia ra như thế. Có nghĩa là chúng ta sử dụng 15 gram khô hoặc là 30 gram tươi á, là chúng ta nấu trên lửa liu riu. Đó, 5-10 phút nha các bạn. Rồi chúng ta chét nước ra, bảo quản là chúng ta sử dụng trong ngày. Đó là bài thuốc đầu tiên điều trị viêm thận cấp và cơ thể bị phù nề nha. Bài thứ hai cũng rất là quan trọng nha các bạn. Đó là bài thuốc trị xơ gan cổ trướng nha. Xơ gan cổ trướng nha các bạn. Thành phần là các bạn chuẩn bị cho mình như thế này. Chuẩn bị 10 gram cây mía giò khô nha các bạn. 10 gram hạt dành dành. 15 gram nhân trần. 10 gram lá bồ công anh. Chúng ta đem các nguyên liệu đó cho vào ấm sát lên với khoảng 4 bát nước nha các bạn. Ở miền quê mình gọi là 4 chén đó. Đun với ngọn lửa nhỏ cho đến khi nó cạn thì nó còn khoảng 1,5 lít đó. Thì chúng ta tắt bếp rồi chia cái lượng nước ra, dùng thành 2 lần chính là vào khoảng buổi sáng và tối. Đó. Và nên dùng sau bữa ăn nha các bạn. Khi chúng ta ăn rồi khoảng 15 phút á, thì chúng ta uống. Buổi sáng cũng vậy. Nếu như có thể là các bạn có thể uống thêm buổi trưa cũng được, vẫn không sao cả. Chúng miễn là chúng ta phải uống hết cái lượng thuốc ở trong ngày nha. Đó là bài thứ hai mình nói chậm chậm, các bạn lưu ý như thế. Bài thuốc thứ ba là bài thuốc tiếp theo là chữa viêm đường tiết niệu. Tức là chúng ta hay bị cái tiểu buốt, tiểu rét ở nhà các bạn. Đó, thì nguyên liệu chuẩn bị chúng ta sẽ có một vài cái phối hợp. Một là chúng ta có 10 gram cây mía giò khô nè, 10 gram lá mã đề nè, 10 gram rau bắp nè, và 10 gram rễ chanh. Đó, 4 nguyên liệu đó chúng ta cho vào ấm nha. Các bạn đổ vào cho mình khoảng 2 lít nước. Đó, sau đó thì chúng ta chậm lửa riu riu đến khi nó còn khoảng 1,5 lít. Đó, chúng ta bảo quản thuốc ấm cũng được, và các bạn để ngăn mát tủ lạnh cũng được. Chúng ta chia làm nhiều lần uống trong ngày. Thì với cái bài thuốc nam bệnh nọ cũng vậy, chúng ta kiên trì nha các bạn. Chúng ta áp dụng cho đến khi cái bệnh nó thuyên giảm thì thôi. Đó. Hoặc một cái bài là khi các bạn nếu như chúng ta bị các cái bệnh như là mẩn ngứa nè, eczema nè, nổi mệt đây đó, thì cái bài thuốc này chúng ta chuẩn bị là một nắm lá mía giò đang tươi nha các bạn. Đó, một nắm lá mía giò tươi như thế này, hoặc là có thể dùng cái loại khô để thay thế, nhưng mà cái này nếu như các bạn tìm được tươi thì tốt hơn. Rồi chúng ta cho vào nồi nấu lên với nước, pha với nước lạnh nha. Khi chúng ta nấu nó sôi lên rồi nha các bạn, sau đó chúng ta pha vào nước lạnh đó để tắm, rồi lấy cái bã của nó đó, chúng ta xoa lên cái vùng da mà đang điều trị đó,
Đó, nếu như các bạn thực hiện thường xuyên thì nó sẽ đem lại kết quả cực kỳ tốt nha mọi người. Rồi một cái công dụng nữa của cây mía giò là chúng ta chữa tai đau nhức nè, tức là viêm tai mãn tính nè, tức là sử dụng cái đọt non của nó. Đây chúng ta lấy cái ngọn non của cây mía giò này nha, rửa sạch đó, giã nhuyễn. Chúng ta rửa sạch rồi chúng ta đâm nát nhuyễn ra nha các bạn. Sau đó là chúng ta vét lấy cái nước cốt của nó đó, rồi thấm vô bông gòn hoặc là nhỏ trực tiếp vào trong tay vài giọt nha các bạn. Đó, nhỏ vào tay này hoặc thấm bông gòn á, là nhỏ vào sau chúng ta cái bông gòn, chúng ta đưa vào tay chúng ta thấm khô, vò cho nó khô lại. Mỗi ngày là các bạn thực hiện cho mình lấy 3 lần thì những cái bệnh như là đau nhức, viêm tai mãn tính á cũng rất là hay nha mọi người. Một cái công dụng nữa của cây mía giò là có thể giúp các bạn là trị sốt này, thấp khớp, đau lưng, đáy rác, đáy buốt, đau dây thần kinh nha các bạn. Thì chúng ta dùng 10 đến 20 gram cái cây mía giò này, chúng ta xác uống hàng ngày với dạng nước lắm thôi. Đó thì nó giúp các bạn cải thiện cơ thể rất là tốt. Một vài cái lưu ý khi sử dụng cái cây mía giò này thì nó không có độc lắm nha các bạn, nhưng mà nó có tính độc nhẹ. Đó, có nên là khi mà các bạn sử dụng cái này để trị bệnh á, từ trị gan, thận cho đến là các cái bệnh khác như mình đã nêu á, là các bạn cố gắng chúng ta áp dụng đúng cái liều lượng khuyến cáo. Cái liều lượng này cũng đã được tham khảo rất là nhiều nha các bạn, đặc biệt là cung cấp bởi các cái người thuốc có uy tín. Cho nên các bạn không được lạm dụng nó mà uống với cái liều quá cao. Thứ hai đó là không cho phụ nữ có thai uống cái thân cây mía giò này nha các bạn. Bởi vì cái người phụ nữ mang thai cơ thể rất là nhạy cảm, cho nên là các bạn lưu ý là không nên cho uống cái mía giò này. Đó, còn ngoài ra thì nó rất là lành tính chứ không có độc gì lắm nha các bạn. Đó, hôm nay thì trời mưa gió mà các bạn nghe ở ngoài rất là ồn ào như thế. Mình cũng cố gắng ra ở ngoài cái vị trí nó đang mọc ở ngoài tự nhiên trên cánh đồng đó, lúc nãy mình đi qua đó, và mang về nhà. Chủ yếu là mình trình bày nó để các bạn hình dung nó ra cái thân lá của nó như thế này. Thứ hai á, là một vài cái bài thuốc cũng có tính tham khảo nha các bạn. Rất là hay nếu như chúng ta áp dụng nó mà trị bệnh một cách có hiệu quả. Và trong thực tế thì mình đã gặp nhiều người bị gan, thận rất là nặng, sử dụng cái này rất là tốt nha các bạn. Đặc biệt là mà có người anh mà trị bất bệnh gan, lúc nãy mình có nói với các bạn mình không tiện nêu tên nhé. Đó, dân gian thì có nhiều cây thuốc quý và hay. Đó, chỉ có điều là có duyên thì chúng ta gặp nó. Và hơn nữa nếu có duyên thì nó hợp với cơ địa chúng ta bất bệnh nha các bạn. Đó, cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn đồng hành theo dõi kênh Phước Hòa Trần của mình. Rất nhiều bạn xem lưu lại video này để áp dụng và đăng ký kênh ủng hộ kênh Phước Hòa Trần mình ngày càng phát triển. Mình sẽ đồng hành cùng với mọi người trên cái chặng đường tìm kiếm cây thuốc, tìm kiếm những bài thuốc dân gian hay để phục vụ chúng ta, để bảo vệ sức khỏe và cuộc sống nha mọi người. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình.